Rồi cho em hỏi tại sao anh không ở trọ mà anh lại xuống ở đây anh? Dạ không có tiền muốn nhà trọ anh ơi. Không có tiền mướn hả? Dạ. Dạ hả? Từ hồi đi tới giờ cũng không tiền lương, thấy gì cũng đi lang thang, đi về cầu đẳng cũng không được, mà đi qua đây cũng không được, đi lại đây cũng không được, nó công an đuổi lại. Dạ. Giờ dưới giờ cầu cũng không gạo ăn nữa. À, đây là chị Chi nha cả nhà, ủng hộ cho anh 200 với đồ ăn này cả nhà. Rồi thay mặt anh cảm ơn chị nhiều nhá. Rồi chúc chị thật nhiều sức khỏe nha chị. Xe em để đấy chẳng sao đâu nha. Có khóa cổ không? Khóa rồi. Đồng kính chào cả nhà nhé. Hiện tại thì Đồng đang tìm đường đi xuống chỗ anh nhé cả nhà. Thì đường ở đây cũng khá khó đi nhé cả nhà. Bụi cây rất là nhiều. Hello mọi người nhé, hiện tại thì Đồng đang ở cầu Bạch Đằng để tìm cái anh kia để giúp đỡ nhé cả nhà. Theo như bài chia sẻ của cả nhà. Ngồi bên kia sáng ra thấy ông ngồi chân ngay dòng sông. Em đi vậy em sợ gặp mấy anh công an mấy anh phạt em, tại em có giấy đi đường nhưng mà thì anh đây này. Tạm thời là mấy anh chị cộng đồng mạng anh thì có chia sẻ bài viết về anh nhé, nhờ sự giúp đỡ. Thì em hôm nay em đến đây muốn tìm hiểu về anh để có gì mọi người giúp đỡ cho anh nhé. Anh đang câu cá hả? Hả? Dạ. Trước tiên có một chị gửi cho anh một ít đồ ăn sáng hay đồ ăn vặt gì nè. Đây là mì, trái cây với sữa nha anh. Ủa anh hồi tối khu phố mình có xác nhận thông tin của anh này đây. Là anh là quê ở Cà Mau hả? Chắc giờ đi cũng khó, theo như anh kia nói đi test cũng khó anh. Dạ. Muốn phòng trọ cũng khó. Dạ. Chắc em làm sao đi mua cái bạt á. Em che đóng bốn cái cột bốn góc rồi này, che dạ. Cho anh một cái giống như cái mái chòi để ở. Dạ. Với mùng mền ha. Dạ. Vậy giờ là vậy, hỗ trợ vậy thôi, giờ biết sao. Chào anh. Dạ. Anh kia lại kéo kéo khẩu trang lên anh, kéo khẩu trang lên. Anh để đó đi, anh lại lấy được. Mình giờ đứng xa xa nha, xíu cho an toàn. Hồi sáng em cũng đưa thêm ba bịch, em có đưa cho anh một bịch sữa với đồ thức ăn nhanh. Dạ dạ dạ. Giờ muốn chở anh này đi test thuê cái cho anh cái phòng trọ cũng khó nhỉ. Ừ.
Dạ, bữa anh muốn tiếp tế vô đó. Chiến xe em. Cái gì đang gì anh? Anh muốn tiếp tế vô đó cũng được đó, bây giờ đi lại rất là khó khăn. Thôi, cứ thằng Hà cái đây đi. Rồi anh đổ chứ. Không yếu đâu. Anh muốn dọn qua đây này, ở góc môn gì cho nó... Anh nói ở trên đó gió nhiều. Tạt, mưa tạt cho lắm. Giờ làm sao... Giờ ở đâu bán bạt em đi mua cho anh cái bạt đi. Chôn cái gốc, bốn gốc cây ấy, làm những cái chòi cho anh ở thôi. Tạm vòng thôi. Vòng đây là không có đó, cả chị chợ bên chợ Yên Hưng á, bên chợ Tân Nguyên á. Chứ ở đây khu vực nào thấy đóng cửa chưa, không có chuyện học bạn. Cây thì đã nhiều nè, xin chắc họ cho mà. Hả? Hả? Họ trồng á, mà xin cây cây. Không có thì vô chặt mấy cây trứng cá kìa. Trứng cá đâu, cây dại á. Chắc nè, mấy bữa trước là anh phải đốt lửa anh nấu. Rồi người ta mới cho một chai nồi anh tắt á. Mấy bữa trước là đốt lửa anh nấu. Mấy bữa trước là anh hình như nằm trên cục đá kìa anh. Lúc mà chưa có cái bố đó. Anh nằm đâu, cái ván này hả? Dạ. Yeah. Hả? Dạ. Yeah. Rồi, cảm ơn anh nhiều nhé. Rồi tạm thời thì em cũng đưa quà của mấy anh chị kia cho xuống anh đó. Dạ. Tạm thời mình có ở đây đi, có em tìm hướng xem sao. Bây giờ em cũng muốn chờ anh đi test lắm rồi là dạ. Muốn cho anh phòng trọ, bây giờ thực sự phòng trọ chắc cũng khó muốn. Ừ. Dịch. Dịch thì cũng khó mướn. Anh có xài số điện thoại gì không? Dạ không. Không có điện thoại hả? Dạ không. Trước giờ không có điện thoại luôn anh? Trước đây có. Trước đây có mà hư rồi. À, mấy bà con trên kia chị gửi cho anh hả? Giờ cắt đi thì khi nào có cơ hội có tiền mà về quê. Con ủng hộ vừa đủ rồi, thấy đủ rồi thôi đừng nhận nữa không? Dạ. Thì nhiều quá rồi nhận tùm lum hết rồi, thấy vừa thấy cảm thấy đủ rồi thôi rồi ăn. Ý là khi nào mình thấy đủ mình nhường cho những người khác đúng không anh? Rồi anh bỏ xuống đi. Cảm ơn anh. Rồi anh có muốn gửi lời gì đến cộng đồng mạng những người mà đã giúp đỡ cho anh không? Giờ cũng không biết nói gì hơn, giờ cũng khổ nữa, giờ cũng rất cảm ơn mấy anh cộng mạng này giờ giúp đỡ cho em bắt cũng rất nhiều. Qua thời gian này cũng em giúp rất nhiều mấy anh cộng mạng. Ừ, thì chúc anh thật nhiều sức khỏe nhé, có gì ai giúp đỡ thì em sẽ xuống với anh nhé. Dạ. Cố gắng thôi.